Đang làm gì vậy? Xin chào bạn. Mình đang tập luyện cho cái cuộc kén để của 6 sao sắp tới. Đúng rồi, đông vui lắm nha. Khắp trai làng rồi là trai thành phố cũng có nha. Trai ở thôn quê cũng có, trai ở làng xã cũng có, đâu cũng có hết á. Mình cũng muốn đăng ký tham gia kén rể nhau sau 6 sao. Rất là đơn giản, bạn chỉ cần quay một clip về khả năng diễn xuất của mình khoảng 45 giây thôi. Sau đó là gửi về link Gmail của chúng tôi ở dưới đây. Chúng ta sẽ được gặp nhau casting trực tuyến á. Mà tôi nói trước, có một điều đặc biệt. OST các khúc lần đầu tôi viết cho nhạc phim á, là do tôi sáng tác á. Các khúc có tên là Bí Mật. Tên nhưng mà hãy xem phim đi để nghe nhạc phim đó và tận hưởng bộ phim đó. Thì cái ca khúc này sẽ đánh sâu vào tâm lý của nhân vật chính. Cái nỗi niềm anh ta rất là tự ti bản thân của mình, tại vì về hoàn cảnh gia đình. Nhưng mà anh ấy luôn luôn yêu nữ chính, tại vì là cái tình yêu của anh và cô ấy lúc nào cũng bừng cháy và nở hoa vậy á. Nhưng mà anh không dám nói ra. Vâng, và đặc biệt hơn, bộ phim này sẽ được phát sóng trên hệ thống MCV Network vào dịp Tết lần này. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký tham gia để có thể có gương mặt của chúng ta ở trên bộ phim đó nhé. Xin chào và hẹn gặp.